Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên Tâm. Trước mẹ em có bị rối loạn tiền đình gì không? Mẹ em thì bị thiếu máu lên não. Thiếu máu lên não mà có thường xuyên choáng chóng mặt không? Dạ. Là ngày hôm qua đang nằm. Ngày hôm qua là em đi buổi chiều á, chiều đi chơi về xong cái là thấy mẹ nằm, cái em nói là chắc mẹ bị thiếu máu lên não vì thấy mẹ chóng mặt, không có làm gì được, không có đi đứng được á. Để em làm thì bà cũng đối không cho. Vâng, con gái mới đi học có một buổi về đúng không? Dạ, yeah, mới học. Và mới đi học buổi về mà dám thi toe. Thế này, bây giờ đấy, vậy là cái trường hợp vừa rồi ấy là một cái kinh nghiệm thực tế rất là tốt cho em cũng như là cho tất cả mọi người chúng ta ở trong lớp không? Là sao? Là cái việc mà bơm máu lên trên đầu rất là quan trọng. Bây giờ em biết rồi, hàng ngày bơm máu lên đầu và kết hợp với gì nữa? Đúng rồi, không bao giờ quên trường gan. Rồi, cảm ơn em. Mọi người cho chàng vào tay. Đấy. Thập trì đạo hay thập trì liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.